Chúng ta cùng đến với chuyên mục từ khóa hôm nay, nơi nói về những mối quan tâm của dư luận và ý kiến của họ về một sự vụ sự việc. Thưa quý vị, nhiều ngày qua, sau khi một số trường học ở các địa phương có lịch nghỉ Tết, Tết Nguyên Đán là dịp nghỉ lễ được mong chờ trong năm, đặc biệt là với học sinh, khi mà đây là khoảng thời gian để nghỉ ngơi và sum vầy bên gia đình. Tuy nhiên, việc học sinh nên nghỉ Tết bao nhiêu ngày lại trở thành một vấn đề gây nhiều tranh luận. Trong khi các em mong muốn có kỳ nghỉ dài để thư giãn, gần gũi với ông bà, thì nhiều phụ huynh lại lo lắng vì lịch nghỉ của con không đồng bộ với lịch làm việc của mình. Vì thế, việc nghỉ Tết của học sinh không chỉ là vấn đề của nhà trường hay học sinh, mà còn là mối quan tâm lớn của nhiều gia đình. Thông thường, học sinh nghỉ hè trước ngày 31 tháng 5 hàng năm và tựu trường vào khoảng ngày 26 tháng 8 hàng năm. Với lớp 1 có thể tựu trường trước đó một tuần, khai giảng đồng loạt trên cả nước ngày 5 tháng 9. Như vậy, thời gian nghỉ hè trường công lập thường gần 3 tháng. Trong 3 tháng hè, phụ huynh cũng phải nháo nhào đi tìm nơi gửi, tìm lớp học thêm hay các khóa học hè để có người giữ con và mong con không quên kiến thức. Một giáo viên tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng có thể điều chỉnh thời gian năm học để không ảnh hưởng tới 35 tuần thực học của học sinh. Có thể bớt một ít ngày trong kỳ nghỉ hè, thời gian bắt đầu nghỉ hè có thể lùi vào đầu tháng 6, thay vào đó chúng ta tăng thêm số ngày nghỉ Tết Nguyên Đán cho học sinh và giáo viên. Bớt ngày nghỉ hè, tăng ngày nghỉ Tết. Một bạn đọc báo Thanh Niên bày tỏ ý kiến. Nếu được thì cho học sinh nghỉ Tết đến mùng 10 âm lịch hoặc đến hết rằm tháng Giêng. Nghỉ Tết dài hơn giúp học sinh và các phụ huynh ở xa có thể về quê, đi lại không bị mệt mỏi vì phải di chuyển đường xa. Về quê quần bên ông bà, người thân sẽ làm ấm lên tình cảm. Mà như vậy xã hội cũng được gắn kết hơn. Một số bạn đọc khác cùng quan điểm. Nên nghỉ Tết 3 tuần vì ngày nay dù gia đình xa quê cả ngàn cây số, muốn về quê dịp Tết cho con em gặp họ hàng cũng khó. Nên tăng số ngày nghỉ Tết cho học sinh, nghỉ từ 23 Tết đến mùng 8, mùng 9 Tết đã hợp lý và cũng nên kéo dài kỳ nghỉ Tết dương lịch. Nên nghỉ từ ngày 24 tháng 12 đến hết 2 tháng 1, xem như là kỳ nghỉ đông. Các học sinh nên cùng nhau nghỉ hè từ ngày 1 tháng 7, vì lúc đó học sinh lớp 9 và 12 cũng thi xong chuyển cấp. Ngày 3 tháng 9 bắt đầu đi học lại là vừa. Ở một ý kiến khác, có bạn đọc không đồng tình với những quan điểm vừa rồi. Họ cho rằng việc con cái nghỉ quá lâu cũng ảnh hưởng đến lịch trình của cha mẹ, vì cha mẹ đi làm theo lịch của công ty cơ quan chứ không theo lịch nghỉ của trường học. Nghỉ Tết dài ngày mà bố mẹ không được nghỉ theo cùng thì không ý nghĩa gì cả. Ai sẽ ở nhà trông các cháu đây? Sao không hiến kế giảm chương trình cho học sinh và áp lực cho thầy cô? Việc nghỉ hè 3 tháng thì bao năm qua vẫn thế. Nghỉ hè khi đã hết năm học và qua năm học mới cũng là nhịp sinh học rất khoa học. Cha mẹ muốn đưa con về quê nghỉ Tết cũng theo lịch của cơ quan, chứ đâu phải theo lịch của nhà trường được. Tôi rất là ủng hộ việc giảm thời gian nghỉ hè, tăng ngày nghỉ lễ Tết cho học sinh và giáo viên. Tuy nhiên thì việc này sẽ ảnh hưởng đến cả xã hội chứ không chỉ có học sinh và giáo viên, nên là cần có sự xem xét kỹ và đồng bộ. Nhiều báo Thanh Niên đã thông tin, nhiều tỉnh thành đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2025 cho học sinh trong các cơ sở giáo dục công lập. Có nơi học sinh được nghỉ mười mấy ngày, nhưng có những địa phương chỉ nghỉ Tết từ 7 cho đến 9 ngày. Như tại thành phố Hồ Chí Minh, học sinh nghỉ Tết Nguyên Đán 2025 chỉ 9 ngày, ít hơn năm ngoái 7 ngày. Và dù học sinh nghỉ Tết nhiều ngày hơn hay là ít ngày hơn, thì vẫn có nhiều hơn một vấn đề về lịch trình của gia đình trong các dịp lễ. Như những ý kiến mà chúng ta vừa xem qua, thì câu chuyện về lịch nghỉ Tết không chỉ là câu chuyện của nhà trường hay địa phương, mà còn là vấn đề cần sự cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo lợi ích của học sinh và gia đình.